Bài chích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, tôi nói với anh em điều này và chứng thực trong Chúa là anh em chớ anh ở như dân ngoại anh ở, chiều theo sự giả trá của tâm tư mình. Phần anh em không hề học biết Đức Kitô như thế đâu. Nhưng nếu anh em đã biết Người và đã được thụ giáo trong Người như sự chân thật trong Đức Giêsu dạy, là anh em hãy cử trừ lối sống xưa kia, hãy lột bỏ con người cũ đã bị hư theo những đam mê lầm lạc. Anh em hãy trở nên mới trong lòng trí anh em, hãy mặc lấy người mới đã được tác thành theo thánh ý Chúa trong sự công chính và thánh thiện xứng với sự thật. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con để chúng con nghe lời con Chúa. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền kia và đến Ca-phác-na-um tìm Chúa Giêsu. Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người rằng: Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ? Chúa Giêsu đáp: Thật, ta bảo thật các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc, không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời, là của ăn con người sẽ ban cho các ngươi. Người đã đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu. Họ liền thưa lại rằng: Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa? Chúa Giêsu đáp: Đây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào đấng Ngài sai đến. Họ thưa Chúa Giêsu: Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: Người đã cho ban cho họ ăn bánh bởi trời. Chúa Giêsu đáp: Thật, ta bảo thật các ngươi, không phải Môi-se đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật từ trời xuống và ban sự sống cho thế gian. Họ liền thưa Người rằng: Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi. Chúa Giêsu nói: Chính ta là bánh ban sự sống. Ai đến với ta sẽ không hề đói, ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Người khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong lời nguyện đầu lễ, Giáo hội mời gọi chúng ta hướng lòng về Chúa, đấng tạo dựng, săn sóc, đấng canh tân đổi mới, đấng gìn giữ mọi sự cho ích lợi của con người. Có nghĩa là Thiên Chúa là đấng quan phòng. Nhưng nhìn từ phía con người, đó là lời mời gọi chúng ta
hãy sống niềm hy vọng Kitô giáo. Sống niềm hy vọng Kitô giáo bởi vì Thiên Chúa luôn mở ra cho chúng ta chân trời mới của hy vọng của cuộc sống, dù rằng phải trải qua những bế tắc gian truân. Và sống niềm hy vọng Kitô giáo chính là phải biết sống điềm tĩnh, lạc quan, khôn ngoan và yêu mến. Đây cũng chính là những điều mà chính Thiên Chúa đã thực hiện cho chúng ta như lời Chúa hôm nay gọi mời nhắc nhở. Quả thật như vậy. Câu chuyện sách xuất hành cho chúng ta thấy Thiên Chúa cứu chuộc dân Israel cho một kế hoạch cứu độ nhân loại. Đó là tình thương quan phòng cứu chuộc. Nhưng rồi Israel sớm quên mất ân tình, để trong cảnh khó khăn của hoang mạc đã buông lên những tâm tình bất kính, bất nghĩa, bộc lộ cho Môsê, cho Aaron: thà chúng tôi bị Chúa giết chết trong Ai Cập còn hơn là để chết đói, chết khát trong hoang mạc này. Nhưng thực sự đã chết chưa? Điều ấy sách thánh không ghi rõ. Nhưng bởi vì thiếu điềm tĩnh, không lạc quan, không khôn ngoan, không tin ở tình yêu Chúa, không yêu mến Chúa đủ, cho nên mới buông ra những lời, những ý, những ứng xử tiêu cực như thế. Thì đáp lại rõ ràng, Chúa yêu thương, Chúa biết và Chúa đã quyết định sẽ có bánh từ trời, sẽ có thịt chim cút để nuôi dân. Và Chúa làm những điều đó vì lòng thương. Và Chúa cũng rất là chừng mực trong cách ứng biến của mình. Cho nên chúng ta biết trong câu chuyện về bánh trong hoang mạc có lời dặn: mỗi người hãy lấy đủ phần cho gia đình mình, đừng có lấy dư, bởi lấy dư thì hôm sau cũng tan biến mất. Và rồi cũng có lời bảo: thứ sáu thì phải lấy cho ngày thứ bảy, ngày Sa-bát, không có manna từ trời. Và quả thật làm theo như thế thì đúng như thế, bởi vì Chúa luôn luôn dùng đường lối khôn ngoan, điềm tĩnh, chừng mực để dạy dỗ, hướng dẫn dân chúng. Cái kinh nghiệm của người Israel trong Cựu Ước nó cũng đưa dẫn chúng ta đến cái kinh nghiệm của đời sống chúng ta trong Tân Ước với tư cách là Kitô hữu, cũng như với tư cách là con người giữa dòng đời, cũng có những lúc chúng ta đang sống thực sự trong hoang mạc, trong lo âu, và lắm khi chúng ta cũng có những thái độ, những ứng xử, những lời nói thiếu điềm tĩnh, không lạc quan, thiếu khôn ngoan, và thậm chí còn lỗi đạo với Chúa và lỗi nghĩa tình với anh em nữa. Và vì thế Thánh Phaolô trong bài thư thứ hai chúng ta vừa nghe đọc mời gọi chúng ta hãy mặc lấy con người mới trong Chúa Giêsu Kitô. Con người của Chúa Giêsu Kitô cũng chính là con người phản ánh một vị Thiên Chúa yêu thương săn sóc loài người. Chúa Giêsu cũng ứng xử một cách điềm tĩnh, lạc quan, khôn ngoan và giàu lòng yêu mến, yêu thương. Chỉ nổi trong cách Chúa thực hiện phép lạ bánh ra nhiều cho dân chúng ở nơi hoang mạc,
mà Tin Mừng Gioan ghi lại cho chúng ta Chủ nhật trước. Và rồi tiếp nối hôm nay câu chuyện Chúa gặp gỡ những người đi tìm Chúa ở bên kia biển hồ, ở Capernaum. Lần trước, sau khi phép lạ, Chúa biết người ta muốn tôn mình lên làm vua. Chúa khôn ngoan lánh mình lên núi để nguyện cầu với Chúa Cha, để bày tỏ thảo hiếu với Cha của mình, sau khi đã nhờ Cha mà mình có cử chỉ yêu thương ban bánh cho dân chúng ăn no. Rồi hôm nay gặp lại, Chúa cũng cư xử trong yêu mến yêu thương như vậy. Người ta chất vấn, yêu cầu Chúa điều này điều kia, người ta thách thức Chúa, phép lạ dấu chỉ, Chúa vẫn điềm tĩnh, lạc quan và khôn ngoan để giải bày cho họ biết Thiên Chúa mới là đấng ban bánh manna trong sa mạc cho tổ tiên của Israel. Và giờ đây người tiếp tục ban không phải bánh ăn rồi cũng phải đói, phải chết, nhưng mà có một bánh từ trời xuống để cho con người được thông chia sự sống vĩnh cửu viên mãn với Thiên Chúa. Bánh đó chính là bản thân người. Cho nên người mời gọi hãy tin và hãy đặt hy vọng ở nơi Chúa, cần có một ứng xử trong tâm tình tri ân yêu mến, trong điềm tĩnh lạc quan, trong khôn ngoan suy xét, đừng vội vàng trong tính cách mưa khi nào vuốt mặt khi đó mà không biết nghĩ trước nghĩ sau. Và nghĩ trước nghĩ sau để nhớ về, hướng về một tương lai rộng mở mà Thiên Chúa mở ra ban cho con người, chứ đừng bám víu vào một quá khứ nào. Lịch sử chắc chắn có những tái diễn, nhưng mà không có một tái diễn nào là một bản copy hoàn toàn. Luôn luôn trong hướng dẫn quan phòng của Thiên Chúa mở ra những chân trời mới lạ, bởi vì Đức Giêsu luôn là người đem lại sự mới lạ như chính thánh ý của Thiên Chúa muốn. Cho nên lời Chúa như vậy mời gọi chúng ta ý thức xem xét lại đời sống đức tin cũng như đời sống hiện tại trên phương diện nhân bản của mình, để biết luôn luôn điềm tĩnh, lạc quan, khôn ngoan và yêu mến giữa cái sa mạc của cuộc sống chúng ta đang nếm trải, những cản trở, những khó khăn, những bệnh dịch, những chết chóc, những chia ly, những ngăn trở của bao nhiêu công việc chúng ta làm, chúng ta không được làm. Và như vậy mời gọi chúng ta phải có sự điềm tĩnh khôn ngoan hơn để đến với Chúa để cầu xin ơn nâng đỡ, ơn soi sáng, bởi vì chúng ta trong đức tin biết được rằng Giêsu bánh thật từ trời, Chúa Cha ban xuống cứu người dương gian. Đời ta chìm nổi truân chuyên, cậy trông theo Chúa được luôn an bình. Giữa cơn dịch bệnh hoành hành, xin dâng lên Chúa trọn tình phó dâng. Xin cảm ơn cộng đoàn. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đoạn Tin Mừng hôm nay và lễ nhớ Thánh Ignacio mà hôm nay giáo hội cùng nhau nhớ đến vị thánh vĩ đại này, những ý đó gợi cho chúng ta những khuôn mặt của những con người sống trong thực tế, hòa quyện giữa đời sống cá nhân
đời sống đức tin, gia đình và cả xã hội nữa. Khuôn mặt trước tiên là khuôn mặt của Herodê. Ngay ở trong bài sách thánh mà chúng ta vừa nghe thoáng một chút, ngai vàng và quyền lợi của cá nhân của ông là quan trọng. Thích gì thì ông làm đó. Ngay cả chiếm lấy vợ của anh mình thì ông cũng dám làm. Rồi sai người đi chém đầu Gioan Tẩy Giả. Herodê này, chính Chúa Giêsu sau này cũng đã gọi Herodê bằng một danh từ là con cáo già Herodê trong Tin Mừng theo Thánh Luca ở chương 13. Khuôn mặt thứ hai là khuôn mặt của bà Herodia. Ta có thể nói bà chung một xuồng với Herodê. Đúng như người ta nói là nồi nào thì úp dung nấy. Bà bất chấp thủ đoạn để có thể lấy được đầu của Gioan Tẩy Giả, kẻ luôn cản trở ở trước mặt bà. Để rồi bà được ngồi bên cạnh đức vua và không còn bị la rầy bởi vị tiên tri Gioan Tẩy Giả. Còn khuôn mặt thứ ba là khuôn mặt của chính Thánh Gioan Tẩy Giả. Ngài sống cho chân lý và sự thật để loan báo cho mọi người biết đấng cứu thế sẽ đến. Đấng ấy chính là Đức Giêsu Kitô, đấng cứu độ. Cũng chính Đức Giêsu mà Thánh Gioan loan báo ấy đã chiếm lấy trọn vẹn cuộc đời của Thánh Ignacio mà hôm nay giáo hội kính nhớ. Ngày sinh năm 1491 và mất ngày 31 tháng 7 năm 1556, và Hội Thánh đã dùng chính ngày này để nhớ đến ngày 31 tháng 7 hôm nay. Cuộc sống của Thánh Ignacio và các bạn của Ngài luôn luôn là đi tới đâu cũng nói về Chúa Giêsu, đi tới đâu cũng làm chứng về chính Đức Giêsu Kitô. Đến nỗi người ta đặt cho cái nhóm của Ngài là nhóm Giêsu, sau này phát triển thành dòng tên bởi kỷ quý Giêsu là tên của Chúa nên chỉ nói là dòng tên mà thôi. Trong tất cả các việc phục vụ, từ lớn lao cho đến nhỏ bé tầm thường của quý tu sĩ dòng tên, những người bạn của Chúa Giêsu ấy luôn dấn thân với một khẩu hiệu là để cho vinh danh Chúa hơn. Bên tiếng Latin là Ad Majorem Dei Gloriam. Từ các khuôn mặt ấy của lời Chúa và ngày lễ hôm nay, chúng ta nghĩ đến chính mình, khuôn mặt của những người Kitô hữu ở trong Hội Thánh Chúa. Kitô hữu, thưa quý ông bà anh chị em, nghĩa là bạn hữu của Chúa Giêsu. Thánh Phaolô đã kêu mời các Kitô hữu rằng giữa một thế hệ gian tà sa đọa, anh em hãy chiếu sáng như những vì sao ở trên vòm trời. Vậy mừng lễ Thánh Ignacio cùng với sứ điệp của lời Chúa hôm nay, ta chúc mừng và cầu nguyện cho các linh mục và tu sĩ dòng tên, và cũng là lời cầu nguyện cho chính mỗi người chúng ta nữa. Xin Chúa giúp sức để mỗi người mình có thể chiếu sáng đức tin và sống tình thương trọn vẹn trong cuộc sống ngày nay, đặc biệt là trong giai đoạn chống dịch quyết liệt của cả nước hiện nay. Xin cho danh Chúa được cả sáng. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, trong dịp đại dịch này, chúng ta thấy các chính phủ lần lượt phải chọn những thời điểm để thực hiện cái lệnh giãn cách trên đất nước của mình hoặc trên từng vùng của đất nước. Một vấn đề tối quan trọng mà những nhà lập pháp, những nhà điều hành quốc gia phải quan tâm đến, đó là thực hiện lệnh giãn cách mà vẫn phải bảo đảm về lương thực, đừng để xảy ra khủng hoảng về lương thực. Hễ xảy ra những khủng hoảng về lương thực
thì không thể thực hiện được luật lệ gì cho công cuộc lớn hết. Bởi vì dân rất sợ đói. Sợ đói đó là cái tâm thức bình thường tự nhiên của lòng trí con người chúng ta. Đoạn sách Xuất Hành nơi bài đọc 1 hôm nay cũng kể cho chúng ta về một cuộc khủng hoảng lương thực thực sự giữa dân chúng đi theo Mô-xê, theo lệnh của Thiên Chúa. Mô-xê đưa dân mình ra khỏi đất Ai Cập và thực hiện một cuộc xuất hành để trở về và tìm đến một miền đất hứa. Họ gặp một sự khủng hoảng. Giữa đường họ mới phát hiện ra ở Ai Cập sướng hơn là ở đây. Bởi vì đi vào sa mạc này ăn cái gì đây? Những lương thực dự trữ đem theo hết rồi thì lấy gì mà sống? Mô-xê đã nài xin Thiên Chúa, và chính Thiên Chúa đã thực hiện một điều vĩ đại giữa sa mạc, đó là cho manna và chim cút đến để nuôi sống dân chúng. Nhưng một điều căn dặn kèm theo là mỗi một ngày lấy vừa đủ cho ngày đó. Để làm gì? Thưa là để dân cảm nghiệm được rằng Thiên Chúa yêu thương họ, và sự quan phòng sắp xếp của Thiên Chúa ngày nào cũng được yêu thương, ngày nào cũng được chăm sóc. Đừng bận tâm, đừng lo trước, đừng phòng xa, mà hãy cố gắng sống tinh thần phó thác. Mọi sự họ có đều là bởi Chúa. Chúa chăm lo cho họ, họ thiếu thốn gì. Bởi thế họ cứ việc an tâm mà tiến bước, thay vì đi tìm kiếm phòng xa lo lắng cho cái bụng của mình. Hãy để tâm để thực hiện những mệnh lệnh của Chúa. Hãy để tâm để quan tâm đến đời sống đức tin của dân tộc mình, đến đời sống thiêng liêng của mỗi người luôn gắn kết với Chúa kìa. Và nơi bài Tin Mừng, chúng ta lại phát hiện ra bài học ấy hiển hiện trước một tập thể. Chúa Giêsu nhìn thấy họ đi tìm kiếm mình sau khi họ được ăn bánh no nê ở bờ bên kia. Họ tìm cách để vượt đường xá xa xôi, vượt sông biển để gặp được Thiên Chúa, gặp được Đức Giêsu. Nhưng họ tìm gặp Đức Giêsu không phải vì muốn thấy dấu lạ, mà là vì cái bụng của họ. Ông này mà ở với chúng ta thì ngày nào chúng ta cũng được ăn no như vậy. Việc gì phải sống, phải làm ăn làm gì nữa. Hãy cứ đi theo ông ấy. Và cuối cùng, cái điều mà họ nghĩ chính là cái bụng, là cái bao tử của họ thôi. Chúa Giêsu thấy tình cảnh đó, Ngài không trách cứ họ, nhưng Ngài muốn nâng họ lên một tầm nhận thức mới. Nếu họ thấy bụng mình đói thì cũng hãy ý thức đức tin của mình cũng đang đói, linh hồn của mình cũng đang kêu gào. Cơn đói không chỉ là cơm bánh, mà mỗi người vẫn đói những thứ khác, mà chính Chúa Giêsu là đấng có thể lấp đầy tất cả những đói khác của họ. Đói khác về phần thân xác đã vậy, nhưng đói khác tình yêu, đói khác ơn cứu độ, đói khác được chăm sóc, được nhìn thấy sự quan phòng yêu thương và tín thác vào Thiên Chúa. Đấy mới là cơn đói mà họ cần phải phát hiện ra. Nuôi sống một con vật chỉ cần cho nó ăn no là được. Nhưng nuôi sống một con người đâu phải chỉ có miếng ăn là xong. Các bậc làm cha mẹ, những người lãnh đạo một tập thể luôn luôn phải biết những điều đói khác của tập thể, đói khát của từng người, không chỉ là miếng ăn, mà còn là tri thức, mà còn là đức tin, mà còn là đời sống tôn giáo, còn là niềm khao khát hạnh phúc đời đời nữa. Tất cả những cái thứ đói đó cần phải được quan tâm, cần phải được nhìn đến. Chính Chúa Giêsu, Ngài đã quảng bá cho cái thương hiệu tình yêu của mình mà Ngài không tiếc lời để phát ngôn cho họ. Ý thức Ngài chính là điểm tựa thực sự cho mọi thứ đói khát.
và Chúa đã tuyên bố rằng chính ta là bánh ban sự sống. Ai đến với ta sẽ không hề đói, ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ. Bởi thế, trong kinh lạy cha mỗi người chúng ta vẫn đọc, và lát nữa đây chúng ta sẽ đọc một lần nữa: xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Lương thực ấy không chỉ là cơm bánh, là rau, là cá, là thịt, mà là tình yêu của Chúa nữa, là ơn được sống đời đời nữa, là linh hồn chúng ta với mọi thứ đói khát cần phải được lấp đầy bằng ơn sủng, bằng tình yêu của Chúa. Ai đến với ta sẽ được lấp đầy, ai ăn ta sẽ được lấp đầy. Chúa Giêsu sử dụng những động từ tin, động từ đến hay động từ ăn đi chăng nữa, thì Ngài không có ý nhấn mạnh đến cái ăn của phần xác, mà Ngài muốn nhấn mạnh đến tình yêu của Ngài mà Ngài đang chờ đợi chúng ta đến để lãnh nhận. Xin Chúa cho chúng ta mỗi lần cầm lấy chén cơm để ăn, mỗi lần cảm nghiệm được cái đói, cái túng thiếu của thân xác cần được người khác lấp đầy, nhất là trong những ngày giãn cách, chứng kiến rất nhiều người cứu giúp nhau, thì chúng ta cũng đừng quên mình phải được cứu giúp trong chính cái đói về phần thiêng liêng của chính mình. Đến với Chúa để được lấp đầy, đến với Chúa là để học với Chúa những bài học để linh hồn của chúng ta được no thỏa. Đến với Chúa là để mỗi người chúng ta được Chúa sửa dạy, được Chúa uống nắng, để mỗi ngày chúng ta nên giống Chúa hơn. Và trở nên Chúa rồi, chúng ta cũng phải biết chia sẻ tình yêu và lấp đầy những cơn khát, cơn đói của con người thời đại hôm nay. Chúc mọi người lãnh hội được cơn đói mà mình đang thấy và cảm nhận được sự lấp đầy từ nơi chính Chúa. Amen. Tôi bảo thật các ông, các ông hãy ra công làm việc, không phải vì cái lương thực mau hư nát, nhưng là để có được lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lại một lần nữa chiều hôm nay cử hành thánh lễ Chúa Nhật 18 mùa thường niên, lời Chúa đặt chúng ta trong cơn đại dịch này, và riêng với giáo phận Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, ở trong một giai đoạn khó khăn hơn trong việc phòng chống Covid, để chúng ta suy nghĩ lại đời sống đức tin và đời sống con người của chúng ta ở giữa thế gian này. Tuần trước tôi có chia sẻ cái khía cạnh một phát biểu của thánh Irene thánh Lyon rằng là vinh quang của Thiên Chúa là con người sống, là con người được sống. Vậy giờ này chúng ta sẽ hỏi Chúa, lạy Chúa, vinh quang Chúa ở đâu? Chúng con có sống được đâu? Chúng con sắp chết rồi, làm sao Chúa có thể vinh quang được? Hãy lắng nghe lời Chúa Giêsu nói với những người Do Thái ngày xưa và với chúng ta hôm nay. Tại sao các ông tìm tôi? Có phải các ông tìm tôi không phải dấu là, mà vì các ông đã được ăn no nê, và chính Ngài đã huấn dụ các người Do Thái ngày xưa. Hãy tìm tôi không phải để tìm cái thứ lương thực máu hư nát, mà là tìm tôi để có một chữ lương thực thường tồn dẫn đến sự sống đời đời, đó chính là bánh trường sinh. Thưa quý ông bà, anh chị em, người Do Thái ngày xưa trong sa mạc, khi được Chúa qua Môi-se khẩn cầu cho ăn no nê bánh bởi trời, các ông đã tự hỏi Manu nghĩa là cái gì vậy? Nhưng mà các ông đã quên đi rằng trước khi các ông được bán cho cái thứ bánh đó trong sa mạc, các ông đã kêu than lên cùng Chúa như chúng ta và nhân loại cả thế giới này hôm nay thưa lên cùng Chúa: tại sao Chúa không để chúng con chết ở trong Ai Cập, nơi chúng con luôn luôn có nồi thịt và ăn no nê, mà để chúng con phải đói khát giữa sa mạc này? Chúng ta đã kêu lên như thế và từng kêu lên như thế trong thời gian khó khăn này. Chúng ta đã quên, và nhân loại cũng đang quên nữa. Người Do Thái được kêu như vậy là người ta hoài tưởng lại cái quá khứ ở bên Ai Cập, đến nồi thịt và được ăn no nê. Nhưng thời gian ở Ai Cập là thời gian gì? Đừng quên đó là thời gian nô lệ.
Và chính Chúa muốn cho các ông được cái tự do thì dẫn đưa các ông từ Ai Cập đất nô lệ đó đi qua đến đất tự do là đất hứa. Nhưng để đi qua đất hứa đó phải trải qua cái hành trình sa mạc, là thời gian thử thách cần thiết. Đầu lễ tôi có nói, không có vinh quang nào mà không trải qua thập giá, không có hào quang chiến thắng nào mà không phải trả giá bằng những khổ luyện. Chúng ta một ít người đang theo dõi cuộc thi đấu thể thao Olympic Tokyo năm nay, bao nhiêu huy chương vàng của các cầu thủ, các vận động viên, các cơ thể vân chỉ có thể có được họ khi họ chấp nhận trả giá trong khổ luyện, trong mồ hôi và nước mắt. Nhưng làm sao họ có thể chấp nhận cái việc khổ luyện trong mồ hôi nước mắt đó, kể cả bệnh tật nữa, tai nạn nữa, nếu như cái khởi điểm và cái cùng đích của cuộc khổ luyện của họ là cái gì, nếu họ không nhắm tới cái vinh quang, nếu họ có nhắm tới vinh quang. Trong lá thư được gọi là của Thánh Barnaba, các linh mục phó tế sẽ đọc trong Chủ nhật này, ngài nói thế này: khởi điểm và cùng đích của đức tin là sự sống đời đời. Bây giờ tôi quay trở lại mượn lời của Thánh Barnaba trong cái thư của, được coi là của ngài đó, để thưa khuyên bà và anh chị em, kể cả tôi nữa, chúng ta đặt lại vấn đề ở trong cơn đại dịch này, khởi điểm của đức tin của chúng ta là cái gì, từ đâu, và cùng đích của đức tin chúng ta sẽ nhận lấy cái gì. Chúa nói, Thánh Barnaba nói là sự sống đời đời. Tôi quay ngược lại để nhắc lại lời Chúa Giêsu: đừng có tìm Chúa để tìm những của ăn hư nát, để tìm nồi thịt ăn no nê như người Do Thái ngày xưa trong đất nô lệ Ai Cập, mà phải tìm đến một cái thứ của ăn khác, của uống khác, dẫn đến sự sống đời đời. Nhưng để đạt được như thế phải chấp nhận thời gian sa mạc, thời gian tinh luyện. Điều này đối với chúng ta quá khó, bởi vì xưa nay trong cộng đồng nhân loại, trong các xã hội, chúng ta thấy có nhiều thành phần khác nhau, có giới thượng lưu, ngày ngày yến tiệc linh đình, có giới trung lưu ngày ba bữa, còn có giới hạ lưu, những người Lazaro, người khó nghèo, ở dưới bàn ăn của người phú hộ kia. Bây giờ cũng như thế, Việt Nam bây giờ cũng như thế trong cơn đại dịch này. Những cái vấn đề trong một cái hoàn cảnh như thế, cái phản ứng của chúng ta thưa với Chúa là cái gì? Lạy Chúa, Chúa muốn gì? Lạy Chúa, Chúa muốn gì trong cơn đại dịch này? Chúa muốn chúng con sống để Chúa được vinh quang. Tại sao chúng con lại cứ bị hành hạ trầm luân trong cái cơn đại dịch này? Xin ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con biết rằng nếu chúng con không được lời Chúa hướng dẫn và mình máu thánh Chúa nuôi dưỡng, chúng con sẽ mãi mãi sống tình trạng nô lệ, dù ở bất cứ địa điểm nào là tự do. Mà cái tự do này là tự do của chúng con, vừa ý chúng con thôi, chứ không phải tự do như ý Chúa muốn cho chúng con. Cũng như người Do Thái ngày xưa ước muốn thời gian nô lệ để mà sung sướng bên nồi thịt và được ăn no nê. Chúa Giêsu cũng thế, thưa quý ông bà và anh chị em. Trong mùa Gethsemane, trước khi bước vào cuộc thương khó, ngài đã từng thưa lên với Chúa Cha: lạy Cha, nếu có thể được, xin cất chén đắng này khỏi con, nhưng xin đừng theo ý con mà theo ý Cha mà chớ. Không có chén đắng này, Chúa Giêsu không có thể có vinh quang phục sinh. Nếu Chúa Giêsu không bằng lòng để uống chén đắng này và bước lên cái thập giá của đời ngài trên đồi Can-vê, sẽ không có vinh quang phục sinh, ban ơn cứu độ, sự sống đời đời cho nhân loại của chúng ta. Nếu chúng ta ý thức được điều đó, chúng ta hãy thưa với Chúa như những người Do Thái ngày xưa đã thưa lên với Chúa. Vậy chúng ta phải làm gì để có được như vậy? Chúa Giêsu trả lời: việc các phải làm đó là tin vào Đức Giêsu, cứu Chúa duy nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại. Kết luận: ý thức được như vậy, giờ đây chúng ta hãy lắng nghe lời khuyên của Thánh Phaolô trong bài đọc 2 thư gửi Ê-phê-sô, nói với chúng ta: tôi khuyên anh em đừng ăn ở như dân ngoài, họ sống theo những tư tưởng phù phiếm. Chúng ta không phải dân ngoài mà dân đạo, dân ở trong, ở trong tình yêu, ở trong niềm tin, trong lòng hồi thánh. Đừng sống theo những tư tưởng phù phiếm phải. Xưa nay chúng ta đã quá quen thuộc, tôi hãy dùng từ thói quen, quen thói. Vì chúng ta được tự do, chúng ta được sung sướng, chúng ta được đầy đủ, chúng ta cảm thấy mến Chúa, yêu người một cách dễ dàng. Nhưng thưa đừng quên, đó có thực sự là đức tin của chúng ta không? Nếu đức tin không vượt qua thử thách, không thể có một đức tin trưởng thành. Đây, thưa quý ông bà anh chị em, đây là cơ hội, đây là ân huệ. Nếu cơn đại dịch này là một cái
một cái tai nạn như một đại hồng thủy ngày xưa vậy, thì chúng ta cũng có thể xác tín điều này. Ở trong kinh thánh, trong đêm vòng vượt qua, chúng ta nghe khi ca tụng đến ánh sáng phục sinh, chúng ta nghe nói đến tội Adam, và được kinh thánh dùng cái từ là ôi tội hồng phục, nhờ cái tội đó mà có ơn cứu độ. Thì cơn đại dịch này cũng hãy xác tín như thế đi. Nhờ cơn đại dịch này mà chúng ta hãy nhìn lại mình để xác định lại đức tin của tôi lúc này là đức tin gì. Tôi có sống theo dân ngoại, theo tư tưởng phù phiếm xa hoa không, hay thực sự đức tin tôi đã được tinh rộng, đã được thanh điển, đã được biến đổi nhờ lời của Chúa là ánh sáng mỗi ngày. Đây là cơ hội thuận tiện, đây là ngày cứu độ. Chúng ta xin thánh tâm Chúa Giêsu, bổn mạng và giáo phận của chúng ta, lấy lửa yêu mến trong rất thánh trái tim Chúa và đốt lên trong chúng ta ngọn lửa yêu mến đó, để từ nay trở đi và suốt đời của chúng ta, chúng ta luôn xác tín và sống theo cái niềm tin này: người ta sống không nguyên bởi cơm bánh, nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Amen. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, chúng ta còn nhớ trình thuật của tin mừng Chúa Nhật tuần trước, thuật lại việc Đức Giêsu đã làm phép lạ cho 5 chiếc bánh và 2 con cá hóa nhiều để nuôi một đám rất đông. Sau khi chứng kiến phép lạ ấy, các tông đồ chắc chắn là rất là hứng khởi, còn dân chúng thì phấn khích. Mặc dù vậy, Đức Giêsu đã buộc các tông đồ xuống thuyền để qua bờ bên kia. Còn dân chúng muốn quay lại để tôn Đức Giêsu làm vua, nhưng mà Ngài đã giải tán đám đông để trốn lên núi, lánh lên núi. Và rồi các tông đồ sang bên kia, Đức Giêsu cũng bằng một cách nào đó sang bên kia biển hồ, về thành Capernaum trước các ông. Hôm sau, đám đông dân chúng không thấy các môn đệ và cũng không thấy Chúa Giêsu. Họ biết là Chúa Giêsu không xuống thuyền cùng với các tông đồ, và họ đoán rằng Chúa Giêsu đã sang bên kia biển hồ, cho nên họ cũng sang bên kia biển hồ và đến thành Capernaum. Và bài tin mừng ngày hôm nay thuật lại cho chúng ta cuộc đối thoại của Chúa Giêsu và cũng là diễn từ của Chúa Giêsu ở hội đường Capernaum, gọi là diễn từ về bánh hằng sống. Đức Giêsu nói với đám đông rằng: các ông tìm tôi vì các ông được ăn no nê ngày hôm qua thôi, chứ các ông chưa nhận ra ý nghĩa của nó. Các ông đi tìm tôi vì các ông được ăn no, chứ chưa nhận ra ý nghĩa của dấu lạ. Thật ra cái thứ bánh ngày hôm qua ăn xong rồi nó lại đói, phải tìm cái thứ bánh khác. Đức Giêsu gợi lên nơi dân chúng một cái thứ tìm kiếm, một cái thứ khao khát mà Ngài gọi đó là bánh thường tồn mang lại phúc trường sinh. Cái bánh của ngày hôm qua làm no thỏa, làm cho mọi người phấn khích, nó cũng cần thiết cho đời sống con người, nó cần khi người ta đang đói, nhưng mà nó không phải là cái thứ bánh làm thỏa mãn con người với cái đói khát thiêng liêng. Cho nên Ngài gợi lên nơi họ sự tìm kiếm, sự khao khát thứ bánh mà Ngài gọi là bánh thường tồn mang lại phúc trường sinh. Bánh thường tồn, đó là một thuật ngữ xem ra chúng ta không gặp thấy ở trong đời thường. Thường tồn có nghĩa là cái bánh
nó làm cho người ta tồn tại mãi mãi, tồn tại mãi mãi, mang lại phúc trường sinh. Bánh ấy là thứ bánh từ trời, thứ bánh mà Thiên Chúa ban cho để dẫn chúng ta vào bài đọc này, để dẫn chúng ta đến cái thứ bánh từ trời, thứ bánh thường tồn mang lại phúc trường sinh. Giáo hội cho chúng ta nghe câu chuyện của thời xuất hành. Dân chúng khi ra khỏi đất Ai Cập và họ đi trong sa mạc, họ vừa đói vừa khát. Họ lẩm bẩm, họ kêu trách Môsê và A-a-rôn. Và như thế có nghĩa là họ kêu trách chính Thiên Chúa. Họ bảo rằng chúng tôi ở bên Ai Cập, chúng tôi có bị làm nô lệ thật đấy, nhưng mà chúng tôi còn được ăn bánh, chúng tôi còn được ăn thịt. Còn ông đưa chúng tôi vào đây để chúng tôi phải chết đói. Ông Môsê lại đập đầu đập cổ để kêu van với Chúa: khổ thân con, Chúa ơi, họ đang kêu rách như vậy đấy. Và như chúng ta thấy, Chúa đã cho họ được ăn thịt và ăn bánh, thứ bánh bởi trời. Dân chúng không biết là cái gì, bảo nhau manu, nghĩa là cái gì vậy. Và đó chính là bánh mà Chúa ban cho. Chúa Giêsu khẳng định rằng không phải ông Môsê ban cái bánh ấy, mà là Thiên Chúa quyền năng ban bánh ấy cho dân, để xem họ có trung tín không, để xem họ có thật sự để đi theo đường lối của Chúa không. Cái bánh ấy, manna của thời xuất hành, là bánh từ trời, bánh Thiên Chúa ban, báo trước về thứ bánh mà là bánh bởi trời đích thực, bánh do Thiên Chúa ban mà Đức Giêsu muốn nói đến ở đây. Đó là bánh thường tồn mang lại phúc trường sinh. Và ở phần cuối của đoạn tin mừng được trích hôm nay, trước chưa phải là cuối của diễn từ, chúng ta sẽ còn được nghe diễn từ này trong các Chúa Nhật tiếp theo. Ở cuối của phần trích dẫn hôm nay, Đức Giêsu khẳng định bánh ấy, cái bánh mà Chúa gọi là thường tồn mang lại phúc trường sinh, cái bánh được gọi là bởi trời ấy, chính là tôi. Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Từ cái thứ bánh ăn để thỏa mãn cái cơn đói của ngày hôm qua, Chúa Giêsu dẫn đến cái thứ bánh thường tồn, và Chúa khẳng định bánh ấy chính là Ngài, chính là bánh trường sinh. Chính tôi là bánh trường sinh. Chắc chắn những người Do Thái ở trong hội đường Capernaum hôm đó chưa hiểu, họ chưa hiểu, họ không thể nào hiểu được, họ chưa thể, dường như họ chưa vượt qua được cái tâm lý, cái cảm xúc của ngày hôm qua, trong khi đói được ăn no thỏa. Họ chưa thể vượt qua được cái cảm xúc ấy, chưa thể vượt qua được sự hiểu biết cái thứ bánh mà Chúa Giêsu muốn nói đến. Còn chúng ta thì chúng ta hiểu rằng Đức Giêsu đang muốn hướng chúng ta về bí tích thánh thể, bởi vì Đức Giêsu chính là bánh trường sinh, Đức Giêsu chính là bánh thường tồn mang lại phúc trường sinh, Đức Giêsu chính là của ăn của uống cho tâm hồn, Đức Giêsu chính là bánh ban lại cho chúng ta sự sống đời đời. Chúng ta cảm tạ Chúa về tình thương và quyền năng đã thực thi một điều vô cùng kỳ diệu, đó là
trở nên bánh nuôi dưỡng chúng ta. Thánh thể chính là Đức Giêsu trở nên của ăn của uống cho tâm hồn. Chúng ta đón nhận Thánh thể như là lương thực cho cuộc đời của mình, lương thực cho đời sống thiêng liêng, lương thực cho linh hồn. Và chúng ta đón nhận Thánh thể như là ân huệ để giúp cho chúng ta được biến đổi nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu. Ước mong chúng ta có thể lãnh nhận Thánh thể mỗi khi chúng ta tham dự thánh lễ. Hãy để tâm hồn của chúng ta khao khát lãnh nhận thứ lương thực này, bởi vì nó giúp cho chúng ta được thánh hóa, nó giúp cho chúng ta được thăng tiến, nó giúp cho chúng ta được biến đổi để trở nên giống Đức Giêsu, nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu mỗi ngày một hơn. Amen. Tôi tin theo Chúa để tìm bánh thế nào cũng phản loạn. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, có thể nói mối quan tâm hàng đầu của mỗi người chúng ta là bảo đảm có của ăn hôm nay ngày mai. Vì không có của nuôi thân thì sự sống sẽ chấm dứt. Con người không có sự sống nơi mình, phải không ngừng lấy từ bên ngoài những gì cần thiết để duy trì sự sống. Nhưng dù sao đi nữa, một ngày kia sự sống sẽ lìa khỏi chúng ta, vì chúng ta đã không tìm được lương thực trường tồn. Còn những lương thực chúng ta tìm kiếm hôm nay, mai kia cũng không giữ lại cái sự sống hiện nay cho vĩnh cửu. Sau khi Chúa Giêsu làm phép lạ nhân thừa từ 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá nhỏ nuôi 5.000 người ăn no, còn thu lại 12 thúng bánh vụn. Thế là hôm sau, dân tiếp tục kéo nhau đi tìm Chúa khắp nơi xung quanh vùng biển Tiberio. Khi gặp thấy người ở bên kia biển hồ, họ nói: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?" Chúa Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn đem lại sự sống, hạnh phúc trường sinh." Thưa cộng đoàn phụng vụ, sau khi tìm gặp được Đức Giêsu, dân chúng hồ hởi thưa cùng người: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?" Còn Chúa thì không vui tí nào. Ngài trả lời bằng một câu quá khô khan cứng rắn: "Thật, tôi bảo thật các ông tìm tôi không phải vì đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông. Bởi chính con người là đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận." Đúng ra con người phải tìm kiếm cái gì thiết yếu hơn là cơm bánh. Một khi tìm được thứ đó, nó làm cho con người không còn đói khát nữa. Còn nếu cứ tìm kiếm cơm bánh thì ăn rồi lại đói khát. Khi chúng ta tìm cơm bánh, đến lúc được bảo đảm miếng ăn no đủ, nó cứ nhân lên, hoặc xã hội sẽ nhân lên như ở một số nước văn minh đầy đủ về vật chất. Có thể nói họ thừa thãi về lương thực thực phẩm. Thì lúc đó những đối tượng ước nguyện cũng sẽ không bao giờ thỏa lòng, nên họ cứ đi tìm mãi những cái gì cho thỏa mãn xác thịt. Là người Kitô hữu, chúng ta tin rằng mình chỉ được toại nguyện vào ngày phục sinh, ngày từ cõi chết sống lại,
giữa cộng đoàn các thánh trên trời, nơi bình an no thỏa viên mãn. Chính đó là việc làm của con người là Đức Giêsu Kitô, đúng như Ngài đã trả lời cho người Do Thái, việc Thiên Chúa là các ông hãy tin. Nếu chúng ta tin vào Đức Giêsu, Đấng Cha sai đến để biến đổi ngày nên giống Ngài, chúng ta sẽ giống như người Do Thái lang thang trong sa mạc trần thế này, lúc nào cũng thấy mình thiếu thốn đủ mọi thứ. Thiên Chúa ban thức ăn từ trời xuống là manna, nhưng nếu Thiên Chúa chỉ là ân nhân của họ và chỉ là ân nhân của chúng ta, và nếu chúng ta hễ đến với Ngài là chỉ để xin xỏ hết cái này đến cái kia, toàn những cái trần thế, hết sự này đến sự nọ, toàn những cái ở đời này, cuối cùng chúng ta chỉ chú tâm đến cái Chúa ban mà không hề nghĩ đến Chúa. Chúng ta chỉ quý cái chỗ Chúa ban mà không yêu mến Thiên Chúa. May lắm sau khi được thì tạ ơn một chút, rồi sau đó lại tiếp tục than van, lại tiếp tục kêu xin. Đó là điều dân Do Thái đã làm. Và sau khi nhận được manna thì chúng ta thấy gì? Họ nổi loạn chống lại Thiên Chúa, vì họ còn muốn nhiều cái thứ khác nữa, và họ đã bỏ xác trong sa mạc. Hành trình chúng ta theo Chúa là để noi gương Chúa, để bắt chước Chúa, hay là như lời nguyện nhập lễ, để mỗi ngày chúng ta biến đổi một chút, cho đến khi chúng ta kết thúc cuộc đời, chúng ta sẽ được biến đổi với Chúa trong hoàn toàn trong Đức Kitô. Nếu chúng ta chỉ tìm bánh ở đời này, đến với Chúa chỉ tìm bánh ở đời này, thế nào có lúc chúng ta sẽ phản loạn người. Amen. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, các bài đọc lời Chúa hôm nay muốn nêu bật hai thực tại: lương thực mau hư nát và lương thực trường tồn. Trong bài đọc thứ nhất, con cái Israel kêu trách Thiên Chúa vì họ bị đói và khát trong sa mạc. Thiên Chúa đã cho họ có manna từ trời rơi xuống ban sáng và có thịt chim cút vào lúc ban chiều. Họ có thể ăn uống thỏa thuê nhưng không được tích trữ. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô tông đồ phân biệt hai lối sống. Dân ngoại sống theo tư tưởng phù phiếm, họ chỉ biết ra công làm việc để có của ăn hư nát và hưởng thụ. Ngược lại, các tín hữu phải sống theo Thánh Thần và tuân theo những lời chỉ dạy của Đức Kitô để có lương thực trường tồn. Trong bài phúc âm, dân chúng đi kiếm Chúa Giêsu sau khi đã được Ngài làm phép lạ quá bánh ra nhiều, cho họ ăn uống thỏa thuê. Bài tin mừng hôm nay tiếp tục bài tin mừng của tuần trước, tường thuật về việc Chúa Giêsu làm phép lạ, nuôi hơn 5.000 người ăn uống no nê từ 5 chiếc bánh và 2 con cá nhỏ, mà vẫn còn dư 12 thúng đầy những mảnh vụn. Sau đó dân chúng tụ họp lại và muốn tôn Chúa Giêsu làm vua, nhưng Chúa Giêsu truyền lệnh cho các tông đồ qua bờ biển bên kia, còn Ngài lên núi cầu nguyện. Đêm đó biển động mạnh làm thuyền các tông đồ gần chìm. Chúa Giêsu từ trên núi đi xuống và đi trên mặt biển để trấn an các ông và làm cho sóng gió yên lặng. Thuyền của các tông đồ đã ghé bến Capernaum bình yên. Phần dân chúng khi họ thấy Chúa Giêsu và các môn đệ đều không có ở đó thì họ đi xuống thuyền đi Capernaum để tìm Ngài.
Khi gặp thấy Chúa Giêsu ở bên kia biển hồ thì họ mới nói: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?" Đức Giêsu đáp: "Thật tôi bảo thật các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê." Chúa Giêsu thấu hiểu dụng ý của dân chúng. Như ma quỷ đã từng cám dỗ Chúa Giêsu trong sa mạc, họ sẽ tôn Ngài lên làm vua nếu Ngài tiếp tục làm phép lạ cho họ có của ăn mà không cần phải vất vả làm việc. Chúa Giêsu đã từ chối dụng ý của dân chúng, cũng như Chúa đã từ chối thẳng thừng cám dỗ của ma quỷ trong sa mạc. Tuy nhiên, Chúa vẫn kiên nhẫn dạy dỗ và cắt nghĩa cho dân chúng thấy những giá trị tốt lành và vĩnh cửu hơn là lương thực vật chất. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, con người ngày nay cũng không khác gì dân Do Thái ngày xưa. Người nghèo thì đầu tắt mặt tối, lo miếng cơm manh áo để thỏa mãn nhu cầu vật chất của thể xác. Người có tiền, người giàu có thì chạy theo xa hoa vui thú xác thịt. Để rồi người giàu cũng như người nghèo đều có chung một nguy cơ là quên đi cái đói khát tâm linh. Chúng ta cần khôn ngoan để phân biệt lương thực mau hư nát và lương thực trường tồn, để rồi chúng ta biết dành thời gian tương xứng và ra sức làm việc cho lương thực trường tồn. Nếu chúng ta đặt tất cả khát vọng và nỗ lực của mình vào những thứ phù du tạm bợ ở đời này, thì chúng ta sẽ làm hỏng cuộc đời của mình. Được lợi lãi cả thế gian mà mất linh hồn, nào được ích gì? Khi bước vào trần thế này, chúng ta muốn mở rộng bàn tay để chiếm lấy mọi sự. Nhưng khi nhắm mắt xuôi tay, chúng ta phải ra đi với hai bàn tay trắng. Xuất thân từ bụi đất, chúng ta sẽ trở về với bụi đất. Chỉ có sự sống vĩnh cửu mới tồn tại muôn đời. Chính điều đó mới đáng cho chúng ta lao nhọc để tìm kiếm và sẵn sàng hy sinh tất cả để chiếm hữu. Đại dịch COVID-19 phơi bày sự mong manh và sự hào nhoáng của những giá trị trần thế mà con người theo đuổi. Người giàu cũng bệnh, người nghèo cũng bệnh, không ai dám dỗ ngực tự xưng mình là người bất khả xâm phạm. Con người chúng ta lo âu, xao xuyến, nhưng chúng ta đừng đánh mất niềm tin và hy vọng vào tình thương và quyền năng của Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta nơi mà chúng ta có thể đến để được bồi dưỡng và nghỉ ngơi. Chính ta là bánh ban sự sống. Ai đến với ta sẽ không hề đói. Ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta, trong khi vất vả làm ăn để lo cho những nhu cầu cần thiết của đời sống, thì chúng ta cũng biết tìm đến nguồn sống là lời Chúa và bí tích thánh thể. Xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an cho tất cả mọi người chúng ta. Amen. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ là gia đình của Thiên Chúa rất thân mến,
Giáo phận Long Xuyên chúng ta hôm nay kính trọng thể hai thánh tử đạo của giáo phận, Thánh Linh Mục Phêrô Đoàn Công Quý, Thánh Giáo Dân Emmanuel Lê Văn Phùng. Và ngay đầu lễ chúng ta được gợi ý xin cho chúng ta qua lời bầu cử của các bậc tiền bối tử đạo cho chúng ta tiếp tục con đường tử đạo trong cuộc hành trình đức tin của đời mình. Hành trình đức tin của đời Kitô hữu chúng ta đó là đào sâu đức tin, cử hành đức tin, sống đức tin và loan truyền đức tin. Con đường này Chúa Kitô đã đi và chúng ta tiếp tục con đường khổ nạn của Chúa Kitô để phục sinh, đó chính là cuộc tử đạo. Chúng ta dùng bài tin mừng của Chúa Nhật 18 thường niên hôm nay để chiếu rọi vào cuộc đời của hai thánh tử đạo Long Xuyên và từ đó tìm ra sứ điệp Chúa gửi đến cho chúng ta cùng với hai bài đọc Cựu Ước, Trích Sách Maccabeo và thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma. Chúa Giêsu đã thực hiện cuộc hành trình đời mình bằng sự hy sinh cuộc đời mình như một của lễ tiến dâng lên cho Thiên Chúa và như một quà tặng mà Thiên Chúa trao cho anh em mình trong mầu nhiệm Chúa Kitô nhập thể, nhập thế, khổ nạn và vượt qua. Cụ thể trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu ý thức mình từ Thiên Chúa sai đến để cứu độ nhân loại. Và Ngài biến cuộc đời của mình trở thành bánh trường sinh cho cộng đoàn dân Chúa đang rong ruổi ở trần gian trên con đường tiến về nhà Cha, thực hiện cuộc hành trình trong đời sống cộng đoàn như là xưa kia dân Israel trong hoang địa đã được nuôi ăn bởi bánh manna. Ngày nay dân Thiên Chúa trong giao ước mới được nuôi dưỡng bằng chính thịt máu Ngài. Đó chính là cuộc hành trình đức tin. Cuộc hành trình đức tin này biểu hiện trong bí tích thánh thể như một của lễ mà Thiên Chúa dâng lên cho Thiên Chúa Cha, như thịt máu Ngài trao tặng cho chúng ta trở thành của ăn của uống cho nhân loại. Thánh lễ là trung tâm điểm và là tột đỉnh cho mọi sinh hoạt của giáo hội, tập thể cũng như cá nhân, đặc biệt là trong đời sống thiêng liêng của mỗi người chúng ta. Thánh Phêrô Đoàn Công Quý và Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng đã sống cuộc đời tử đạo của mình bắt nguồn từ thánh lễ. Nhà của Thánh Emmanuel Lê Văn Phùng trở thành nhà thờ, nơi mà các linh mục trong thời cấm cách thường xuyên lén lút tới hiện diện để cử hành thánh lễ cho giáo dân. Và gia đình của Thánh Emmanuel Lê Văn Phùng mở rộng để đón nhận anh chị em tín hữu chung quanh, cụ thể là giáo họ đạo đầu nước tới tham dự thánh lễ sau khi đã xưng tội, và đồng thời cũng là nơi mà các linh mục cử hành bí tích cho cộng đoàn dân Chúa. Chính từ thánh lễ mà Thánh Phêrô Đoàn Công Quý và Thánh Emmanuel Lê Văn Phùng đã bắt đầu cuộc hành trình tử đạo của mình, bị bắt, bị giao nộp và đã chết tại Châu Đốc. Chính trong thánh lễ mà cuộc đời của hai vị thánh đã trở thành một của lễ dâng lên cho Thiên Chúa, và đồng thời cũng chính là một gương mẫu về đời sống đức tin như bánh, như rượu, như mình, máu Thánh Chúa Kitô cho cộng đồng nhân loại. Chúng ta tôn thờ Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, chúng ta cũng tôn thờ Chúa Kitô đang hiện diện trong chính cuộc đời của chúng ta cũng như cuộc đời của anh em, chị em chúng ta trong con đường tử đạo, trong cuộc hành trình cuộc đời của đức tin.
Đặc biệt chúng ta suy tư tới trong bầu khí của đại dịch Covid về gia đình là hội thánh tại gia. Chính gia đình của Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng trở thành hội thánh tại gia bởi ở đó lời Chúa được rao giảng, ở đó bí tích được cử hành, ở đó giáo dân được hướng dẫn qua sự hiện diện của các linh mục cũng như của nhau để an ủi, khích lệ nhau sống trọn đức tin của mình. Và cũng chính từ gia đình là hội thánh tại gia mà Chúa đã trao cành lá tử đạo cho Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng là gia trưởng trong gia đình, và đồng thời kết hợp với Thánh Phêrô Đoàn Công Quý là gia trưởng của họ đạo đầu nước Củ Lao Giêng ngày nay. Và cũng chính trong hội thánh tại gia mà hai vị đã cùng nhau lãnh nhận cành tử đạo cùng một ngày tại Châu Đốc để về trời hưởng hạnh phúc của gia đình Thiên Chúa trên nước trời. Kính thưa cộng đoàn, ngày nay sống đạo là lội ngược dòng, sống đức tin là chấp nhận tử đạo, đặc biệt là trong hoàn cảnh cụ thể của xã hội ngày nay, ngay tại Việt Nam, ngay tại vùng đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta. Rõ ràng là ngày nay người ta sống ích kỷ, chỉ nghĩ tới bản thân, sống quảng đại vì người khác là một cuộc tử đạo. Ngày nay người ta sống thụ hưởng, sống hy sinh vì người khác là một cuộc tử đạo. Ngày nay người ta đang muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của mình cũng như mọi sinh hoạt của xã hội, sống niềm tin của mình là lội ngược dòng, là một cuộc hành trình tử đạo. Chúng ta ý thức điều đó để áp dụng cho đời sống gia đình của chúng ta. Gia đình ở đây vừa là gia đình giáo phận, vừa là gia đình giáo hạt, gia đình giáo xứ họ đạo, cũng như gia đình của anh chị em giáo dân. Xin được gợi ba ý để giúp chúng ta suy tư, nhờ đó chúng ta dấn thân noi gương các vị tiền bối bước vào con đường tử đạo trong đời sống gia đình, đặc biệt là gia đình của quý ông bà anh chị em giáo dân. Tôn trọng sự sống là một hành vi tử đạo. Khi mà ngày nay bởi ích kỷ người ta loại bỏ những gì làm cản trở cho sự thụ hưởng của cá nhân, kể cả con mình đang ở trong lòng mẹ cũng bị loại trừ, cũng bị dục bỏ, miễn sao họ sống thoải mái trong đời sống của chính họ. Tôn trọng sự sống, chấp nhận con cái Chúa trao với bổn phận của người cha, của người mẹ là một hành vi tử đạo. Tôn trọng sự sống trong gia đình, kể cả với những cha mẹ già, như một gánh nặng của con cái. Vì hiếu thảo nên chấp nhận phụng dưỡng cha mẹ già là một hành vi tử đạo. Tôn trọng sự sống là một hành vi tử đạo trong cuộc đời đức tin của người Kitô hữu chúng ta, cụ thể ngay chính tại gia đình của chúng ta. Thứ hai, một khi con người sống ích kỷ, chỉ nghĩ tới bản thân, sống tương quan với anh em, chị em, cụ thể trong gia đình là một hành vi tử đạo. Tôn trọng lời khấn hứa, thề ước, sống chung thủy với nhau trong mối dây hôn phối là một hành vi tử đạo. Chấp nhận hy sinh những yêu cầu của bản thân cũng như những thoải mái khoái lạc của cá nhân để chấp nhận trung thành với bí tích hôn phối, sống chung thủy giữa vợ chồng với nhau mà đồng thời lo chu toàn bổn phận cha mẹ đối với con cái là một hành vi tử đạo. Và thứ ba,
trong khi người ta đang loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của mình, cũng như ra khỏi những sinh hoạt của xã hội. Biểu hiện niềm tin trong đời sống gia đình là một hành vi tử đạo. Trung thành tham dự thánh lễ, đặc biệt thánh lễ ngày Chủ nhật và các ngày lễ trọng. Tổ chức đọc kinh gia đình để biểu lộ niềm tin của mình vào Thiên Chúa và xin ơn phúc lành của Thiên Chúa cho gia đình, và phó dâng trọn vẹn mọi người trong gia đình cho Thiên Chúa là một hành vi tử đạo trong cuộc sống ngày nay. Tôn trọng sự sống, tôn trọng tình liên đới gia đình và tôn trọng đức tin được biểu lộ trong gia đình, đó chính là những hành vi tử đạo trong đời sống gia đình của chúng ta trong hoàn cảnh xã hội này, đặc biệt là trong tình trạng đại dịch Covid ngày nay. Với những suy nghĩ này, chúng ta cầu xin Chúa qua lời bầu cử của hai thánh tử đạo của giáo phận Long Xuyên, Thánh Phêrô Đoàn Công Quý, Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng, chúc lành cho gia đình giáo phận của chúng ta cũng như cho gia đình của quý ông bà anh chị em, và xin các ngài tiếp tục đồng hành và trở thành gương mẫu cho chúng ta trong đời sống tử đạo của niềm tin trong thế giới đầy đau thương này. Hiệp thông với các ngài, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.